Mì ba miền Gôn, bí quyết từ ba gói gia vị, các loại rau thơm đặc trưng kết hợp cùng gia vị truyền thống, hòa trong nước súp bò hầm ngon tuyệt, cho tô mì ba miền Gôn đậm đà hương vị Việt. Cảm nhận sự khác biệt từ ba gói gia vị. Mì ba miền Gôn đậm đà hương vị Việt. Mì ba miền Gôn, bí quyết từ ba gói gia vị, các loại rau thơm đặc trưng kết hợp cùng gia vị truyền thống, hòa trong nước súp bò hầm ngon tuyệt, cho tô mì ba miền Gôn đậm đà hương vị Việt. Cảm nhận sự khác biệt từ ba gói gia vị. Mì ba miền Gôn đậm đà hương vị Việt.